Xin cộng đoàn đáp và cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai bạn Giuse Hiếu và Maria Mai rất thân mến. Ở thủ đô Paris của nước Pháp có một cây cầu rất là nổi tiếng tên là Pont des Arts. Trong tiếng Pháp thì nó có nghĩa là cây cầu nghệ thuật. Các bạn trẻ thì vẫn gọi đây là cây cầu khóa tình yêu. Sở dĩ nó nổi tiếng là bởi vì có rất nhiều bạn trẻ đã đến đây. Họ cùng nhau mua cho mình hai ổ khóa. Thế rồi cái đôi yêu nhau đó, họ cùng khóa hai cái ổ khóa đó vào thành cầu. Với cái hành động đó thì họ ước mong tình yêu của họ sẽ luôn bền chặt, gắn bó không rời, không bao giờ tách rời nhau được, giống như hai ổ khóa đó vậy. Không biết là bạn Hiếu và bạn Mai đã khi nào mà thử khóa hai cái khóa lại với nhau để giữ cho tình yêu bền chặt hay chưa. Nhưng mà tôi tin rằng là ước mong lớn nhất lúc này của hai bạn sẽ là gắn bó suốt đời với nhau, chung thủy bên nhau đến suốt cuộc đời. Hôm nay cộng đoàn cũng thấy hai bạn Hiếu và Mai rất là đẹp, tràn đầy nhựa sống, tràn đầy năng lượng, tràn đầy khát khao về một mối tình, về một tình yêu hạnh phúc, bền chặt. Giuse Hiếu và Maria Mai rất thân mến. Các bài đọc lời Chúa trong thánh lễ ngày hôm nay là kim chỉ nam về đời sống chung thủy để giúp các bạn sống gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân của mình. Bài đọc một trích sách Sáng Thế kể lại việc Thiên Chúa đã dựng nên bà Eva từ chiếc xương sườn của ông Adam. Khi nhìn thấy nàng thì ông đã sung sướng reo lên: Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Có thể nói bạn Hiếu từ giáo xứ Khoan Dụ, giáo phận Phát Diệm, sau bao ngày vất vả giờ đây đã tìm thấy chiếc xương sườn của mình là bạn Mai ở giáo xứ Hoàng Nguyên đây. Và bạn Hiếu thì tôi cũng nghĩ rằng là khi mà tìm hiểu bạn Mai thì chắc bạn cũng gieo lên trong lòng là đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Vậy khi xuống thế làm người thì Chúa Giêsu có thể hiện cái quan điểm của mình về hôn nhân hay không? Bài tin mừng ngày hôm nay thuật lại việc những người Pha-ri-sêu đến để thử Chúa, và họ nói rằng là luật Mô-sê thì cho phép được rẫy vợ. Vậy Chúa có cho phép được rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?
Chúa Giêsu Ngài khẳng định quan điểm rằng là bởi vì thời cựu ước thì thời các ông đấy người ta lòng chai dạ đá, nên Môsê đã ký giấy cho họ. Thế còn Chúa Giêsu khẳng định sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Chúa Giêsu biết rõ sự yếu đuối của con người chúng ta. Ngài biết rằng chỉ khi cả hai cùng nỗ lực sống chung thủy thì gia đình mới ấm êm hạnh phúc. Còn nếu một trong hai hoặc cả hai không nỗ lực sống chung thủy với nhau thì nhiều đau khổ sẽ ập đến lắm. Không những chỉ cho riêng hai bạn mà còn liên lụy đến con cái cũng như hai bên gia đình. Thật vậy, lời khẳng định ấy của Chúa Giêsu đã trở thành cốt lõi của hôn nhân, làm nên đặc tính của hôn nhân Công giáo là đơn hôn và vĩnh hôn. Đơn hôn có nghĩa là hôn nhân một vợ một chồng. Vĩnh hôn có nghĩa là phải sống chung thủy với nhau đến suốt cuộc đời. Theo từ nguyên thì chung có nghĩa là cuối, thủy có nghĩa là đầu. Chung thủy ý chỉ lòng dạ không đổi, trước sau như một. Ca dao Việt Nam cũng nhắn nhủ rằng thương nhau tạc một chữ tình, trăm năm thề quyết bạn mình có nhau. Lòng chung thủy thì giống như chiếc mỏ neo, giữ cho đời sống hôn nhân luôn bền chặt. Lòng chung thủy cũng giống như dòng suối mát, giúp cuộc hôn nhân được thăng hoa và hạnh phúc. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Lòng chung thủy thật là cao quý, nhưng để giữ lòng chung thủy cả một đời lại là một thách đố rất lớn. Con nói điều này chắc chắn quý ông bà anh chị em hiểu rõ hơn ai hết, vì nhiều người ở đây đã và đang sống đời sống hôn nhân gia đình. Sẽ có những lúc vợ chồng bất hòa, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vậy làm thế nào để có thể giữ cho tình yêu luôn bền chặt, giữ lòng chung thủy sắt son? Trước hết các bạn phải gắn chặt đời sống mình vào Chúa Giêsu Kitô. Trong mọi nơi, mọi lúc, hai bạn hãy dâng lên Chúa đời sống hôn nhân của mình để Ngài gìn giữ và ban ơn nâng đỡ cho gia đình các bạn. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mà bạn Hiếu vừa đọc cũng khuyên nhủ: anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Ông bà ta cũng dạy rằng chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, đời đời chẳng khê. Hay là chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người. Nhân vô thập toàn, là con người thì không ai hoàn hảo cả. Để giữ được hạnh phúc gia đình thì các bạn cần phải biết đón nhận cả những điểm tốt và những điểm chưa tốt của nhau. Nếu mỗi người biết khiêm tốn và hạ thấp cái tôi của mình xuống thì không khí trong gia đình sẽ luôn luôn được ấm êm, hạnh phúc. Lát nữa đây thì bạn Hiếu và bạn Mai sẽ nắm tay nhau để nói lên lời cam kết trước mặt Chúa và Hội Thánh. Anh nhận em nhận anh, làm vợ làm chồng của nhau và hứa giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc đời. Tôi tin rằng khi hai bạn đã suy nghĩ, cầu nguyện một cách cẩn thận để đến với nhau, trải qua nhiều đêm mất ngủ để đưa ra lựa chọn, các bạn sẽ biết trân trọng tình yêu của mình để sống chung thủy với nhau, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Chúa chúc lành cho tình yêu của hai bạn. Amen.